Bánh mì Hàn Quốc là món ăn có nguồn gốc từ xứ sở kimchi. Loại bánh này thường được bán trong Aeon và được các bạn trẻ rất ưa chuộng. Hôm nay, hãy cùng Bách Hóa Xanh trổ tài vào bếp và làm món bánh mì mì đen hot hòn hợt này nha. Nguyên liệu chúng ta cần có 1 ít vanilla, 1 ít muối, 25g mì đen, 130g bột năng, 30g bột mì đa dụng, 130ml sữa tươi không đường, 30g bơ nhạt và 2 quả trứng gà. Mình đun chảy bơ nhạt với 130ml sữa tươi không đường trên lửa nhỏ. Tiếp theo mình cho vào 30g bột mì đa dụng, 1 muỗng canh đường và 1 ít muối và khuấy đều trên lửa nhỏ luôn ha. Mình đun đến khi nào bột kết dính lại, đặc hơn và nhấc lên khỏi đáy nồi như thế này là được rồi nè. Bột năng thì mình sẽ chia làm 2 lần trộn và cho từ từ vào. Mình thêm vào 2 quả trứng để tăng độ kết dính cho bột ha, và cũng cho từ từ vào để kiểm soát được độ dẻo của bột. Mình cho hết phần bột năng, trứng gà vào luôn nha và trộn thật đều tay. Để bánh mì của chúng ta thơm hơn thì mình sẽ cho vào 1 ít vanilla, cho mì đen vào bước này luôn nhé. Rồi chúng ta sẽ trộn đến khi nào nhấc cái vết bột lên, bột chảy và tạo được hình tam giác như thế này là đạt rồi đấy. Phần bột vừa nãy thì mình sẽ cho vào một túi bắp kem và cắt đi phần đầu túi. Hôm nay mình sẽ nướng bằng nồi chiên không dầu. Mình đã lót sẵn một lớp giấy nến lên khuôn. Các bạn tạo hình xoắn ốc cho bánh như thế này nè. Sau đó mình sẽ dàn phẳng phần chóp của bánh bằng một ngón tay ướp. Rồi nướng bánh thôi, mình nướng 170 độ trong vòng 20 phút nha. Thành phẩm của chúng ta đây: bánh mì mì đen có vị ngày thơm, cùng lớp vỏ bên ngoài thì giòn, bên trong thì dai dai, ăn rất là cuốn luôn á. Cách làm của loại bánh này không có gì quá khó đâu, các bạn chỉ cần làm theo đúng hướng dẫn của Bách Hóa Xanh là sẽ có được thành phẩm cực ngon rồi. Chúc các bạn thành công, xin chào và hẹn gặp lại.